đời Tổ quốc mong cái quê tôi luôn đẹp dịu dàng và thân thuộc, là quê hương yêu dấu, là để tôi đến lên, là một cái tên mà sau này có xa cách đến mọi góc ngách thì tôi vẫn không thể quên. Người mong cái đứng nơi đầu gió luôn vượt khó đi lên, một trái tim vững bền, lòng một ngàn yêu nước thì sát với Trung Quốc, nhưng Tổ quốc luôn đặt trên. Nơi con sông Ca Long duyên em trải qua vùng biên giới, thường chiến đỏ lướt nhẹ qua đưa niềm vui đến mọi nơi. Cầu Ca Long công trình đá chỉ nhất lịch sử ngàn đời, cảng Ca Long thì luôn tấp nập với những chuyến hàng đang rời. Cửa khẩu quốc tế mong cái vẫn đứng vững và hiên ngang, để dấu cho quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Những tòa nhà cao chọc trời, những công trình thật tuyệt vời, những con đường thẳng tắp trải khắp đã đi sâu vào trong lòng người. Và trong những điểm nổi bật có mong cái là thương mại hàng hóa, chợ một, chợ hai, rồi chợ ba, Tô Ghi Vinh Cơ, rồi mong cái Plaza, các khu buôn bán thương mại sầm uất luôn nhộn nhịp và tất tả. Hè phố cùng mong cái là những cửa hàng, về hè đó là ngôn ngang ngành hàng dịch vụ, những thứ bạn cần nó đều có đủ. Đi du vào giấc ngủ là những nốt nhạc phố phường, sẽ trên đường trẻ đến trường, xung quanh vương hoa tỏa ngát hương. Từ trà của sầm dương đến Cà Mau dựng nước, mỗi xã vĩ là điểm bắt đầu vẽ lên chữ S của đất nước, vẽ lên đầu gió những cái rừng ngập mặn và xanh xanh những hàng dương. Bãi biển trà cổ được mệnh danh là bãi biển trữ tình nhất nước ta, cát trắng biển xanh trở thành gió mát một khi đã đến là không biển khơi đầy tôm cá, những con thuyền đầy muối biển xa, những di tích lịch sử quốc gia, những hải sản mới từ biển cả. Gần 600 năm tồn tại lịch sử đã dài miên man, theo thời gian mái đình trà cổ vẫn sử dụng đứng nghiêm trang, kiến trúc Việt Nam không lối găm pha tạp, đình thờ sáu vị thuần lòng làng, lễ hội trà cổ đóng dấu âm lịch làm niềm tự hào của làng. Và đây nhà thờ trà cổ là đây, công trình đồ sộ với nét cổ kính không thể không ghé lại vài giây. Tuyến đường duyên hải dọc suốt bờ biển Việt Nam bắt đầu từ mũi ngọc, giai điệu tổ quốc từ biển từ mây bắt đầu trong nhớ mong. Nhìn ra ngoài phía xa bên đó có một hòn đảo, là đảo Vĩnh Thực, muốn bề biển bao vi vu gió biển thổi vào lão sao, ngọn hải đăng trên đảo, một cái đêm tỏa sáng chiếu đảo tổ quốc từ thuận nào. Cuộc sống giản dị thiên nhiên hoang sơ kỳ thú sẽ luôn chào đón bạn vào. Cả quê tôi gồm có 8 phường và 9 xã, mong cả quê tôi